Kinh hoàng vụ người vợ bị sát hại, chôn xác phi tang trước miếu xóm Trại Thiết. Đà Lạt, kinh hoàng vụ người vợ bị sát hại, chôn xác phi tang trước miếu xóm Trại Thiết. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân bị sát hại, chôn xác phi tang, phát hiện gần miếu xóm Trại Thiết, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Sáng 7/4, công an tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đến xóm Trại Thiết, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, tiếp tục khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án giết người, chôn xác phi tang. Hiện trường vụ án mạng là vườn hồng và cà phê đã bị cắt gốc ngang mặt đất. Phía trước ngôi miếu xóm Trại Thiết, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt đang được phong tỏa và canh giữ nghiêm ngặt. Thi thể người phụ nữ được phát hiện trước miếu xóm Trại Thiết. Trước đó, chiều ngày 6 tháng 4, khi người dân đang quốc đất trồng cây trước ngôi miếu trên thì thấy một con chó cào đất sủa liên hồi nên đến xem và bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ đang bị phân hủy nặng. Liền cấp báo chính quyền địa phương. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là thi thể của Trần Thị Kim Trinh, 25 tuổi. Ngụ tổ 4, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Nơi nạn nhân sinh sống cách ngôi miếu xóm Trại Thiết hơn 100 mét. Theo thông tin ban đầu, vợ chồng chị Trinh có hai người con. Từ trước Tết Nhâm Dần đến nay, người dân xóm Trại Thiết không thấy chị Trinh. Hàng xóm đều nghĩ do xích mích vợ chồng nên chị Trinh về nhà mẹ ruột ở phường 12, thành phố Đà Lạt. Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Hung thủ chôn xác nạn nhân để phi tang, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt vào cuộc điều tra, phá án trong thời gian sớm nhất. Một nguồn tin của phóng viên Thanh Niên cho biết sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, vào tối 6/4, người chồng của nạn nhân đã đầu thú, thừa nhận sát hại vợ và chôn xác phi tang trước miếu xóm Trại Thiết. Hiện Công an Lâm Đồng tiến hành việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân xấu số, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng kinh hoàng nói trên.